con bớt, xe buýt biến hình. Tập 8. Mãi mãi là trẻ nhỏ. CC, bạn đang làm gì đó? Mình đang vẽ ước muốn của mình đó. Mình muốn có một cái váy thật là đẹp. Ước muốn của mình chính là được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày. Bendy, nước miếng của bạn chảy ra luôn rồi kìa. Dudo, ước muốn của bạn là gì? Mình hả? Mình muốn nhanh lớn hơn. Lớn rồi thì có thể cùng siêu nhân heo duy trì bình yên cho thế giới rồi. Không biết ước muốn của cô Sandy là gì ha? Chút nữa chúng ta hỏi cô thử đi. Được. Trường mầm non Ánh Dương. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng Google Bus. Xe buýt trường học Google Bus đến nơi an toàn. Tới rồi. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng các con. Chúc các bạn một ngày thật tốt lành nha. Mình hơi nhớ bồn tắm bọt bong bóng của mình rồi. Mình về trước đây. Google Bus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Cô Sandy, ước muốn của cô là gì vậy ạ? Ước muốn lúc nhỏ của cô là đừng bao giờ lớn, mãi mãi là một đứa trẻ. Cô Sandy, ước muốn của con lại ngược lại hoàn toàn với cô. Con muốn nhanh lớn một chút, biến thành người lớn luôn. Dudo, hay là hôm nay cho bạn làm người lớn, cô giáo thì làm trẻ em. Nghe có vẻ thú vị đó. Con cũng muốn, bạn con cũng muốn làm người lớn. Vậy các con định làm người lớn như thế nào? Người lớn còn phải làm gì nhỉ? Người lớn có thể nấu ăn. Chúng ta có thể lén nấu cho cô giáo một bữa cơm trưa đó. Ý hay đó. Đây là bí mật của chúng ta thôi. Làm sao để cô giáo đừng phát hiện ra nhỉ? Mình có cách. Xem mình đây. Bạn Sandy, hãy để cô dạy bạn trước đã nha. Các em ơi, bạn Sandy, bạn phải học hành chăm chỉ đó. Bọn mình sẽ quay lại kiểm tra đột xuất đó. Các con đi đâu vậy cô? Bạn Sandy sắp bắt đầu học rồi đó. Dạ được, cô giáo Carrie. Nhiều đồ ăn ngon quá. Bây giờ mình hơi đói rồi. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, bọn mình làm gì bây giờ? Mình có xem lúc mẹ từng làm bánh quy cho mình rồi. Bánh quy, mình thích ăn bánh quy nhất đó. Dishi, nghe theo lời bạn đó. Mình nhớ có một cái tô thật to. Sau đó bỏ bột mì vào cái tô đó. Có cả đường trắng và đường phèn. Cuối cùng thêm một chút nước mới có thể biến mọi thứ kết dính lại với nhau. Thành công rồi. Các bạn nhìn cái váy mình nặng nè. Cici, bạn nặng hình cái váy xinh quá đi. Các bạn nặng bánh quy sao mà nhỏ vậy? Mình có thể ăn rất nhiều bánh quy đó. Mình sẽ trộn thêm bột. Mọi người làm thêm bánh quy nha. Nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Nhẹ nhàng thôi. Dishi, Cici, mặt các bạn dính toàn bột mì kìa. Không chịu đâu, mình phải xinh đẹp. Mặt bạn cũng toàn bột mì đó. Mình phải xinh đẹp mới được. Cục bột này hơi khô, phải thêm nước mới được. Được rồi. Thêm nước nè ha. Thêm nước nè. Thêm nước. Thêm nước nè. Tay của bọn mình bị dính vào bột mì không gỡ ra được rồi. Chúng ta cũng chơi đi. Chơi vui đó. Dudo, bạn mình cũng chơi đi.
Hãy xem siêu nhân heo của mình ném bóng đây. Đuổi theo mình đi, đuổi đi. Mình bị dính luôn rồi. Ai đến cứu mình với? Mình cũng không cử động được. Ai đến cứu bọn mình với? Cô Sandy, cứu bọn con ra với. Cô Sandy, cứu bọn con ra với. Có chuyện gì vậy? Các bạn đang ở trong phòng bếp đó. Chúng ta mau đi xem. Cô Sandy, cứu bạn con với. Đừng sợ, cô đến đây rồi. Cửa này sao không mở được vậy? Cô Sandy ơi, chúng ta mau gọi Google Bus đến giúp đi. Gọi cho Google Bus. Google Bus, cửa bếp không biết bị gì mà mở không được. Các bạn nhỏ đều bị nhốt bên trong rồi. Đã hiểu. Xe buýt trường học Google Bus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng, kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Cứu các bạn nhỏ đang bị kẹt trong phòng bếp. Nên chọn xe cứu quả. Google Bus biến. Đội trưởng đội cứu quả Google Bus, hành động. Các con đừng sợ, Google Bus sắp tới rồi. Đội trưởng đội cứu quả Google Bus đã tới hiện trường. Google Bus, cửa bếp không biết bị gì mà không mở được. Mọi người đều bị nhốt bên trong rồi. Đừng lo, đội trưởng đội cứu quả Google Bus lập tức cứu viện. Theo màn hình máy dò hồng ngoại, các bạn ấy vẫn bình an. Chỉ có tư thế khá là kỳ quái. Cái đồ vật màu trắng kia chính là bộ. Các bạn đừng sợ, mình sẽ cứu các bạn ngay lập tức. Là Google Bus. Google Bus cứu bạn. Quá ra là do bột dính các cánh cửa lại. Xem mình đây. Bắn tia laser. Các con ơi, cô giáo, vốn dĩ bọn con chỉ muốn làm bánh quy thôi, nhưng hình như gặp rắc rối rồi. Cô Sandy ơi, mau cứu bọn con với. Đừng lo, cô sẽ ngay lập tức cứu các con đây. Cô Sandy, khắp sàn nhà đều là bột dính. Hay là để Google Bus dùng thang đưa cô vào. Cảm ơn Google Bus nha. Coi như là được cứu rồi. Nhưng mà toàn thân dính bột, khó chịu quá. Cứ giao cho mình. Chế độ phun nước khởi động. Chế độ tắm xịn quá đi. Đó là tiếng gì vậy? Sét đánh sao? Mọi người trốn đằng sau đi. Để mình đi kiểm tra tình hình trước đã. Máy dò hồng ngoại khởi động. Tại sao đường ống nước lại bị bể đột ngột vậy nhỉ? Thì ra là giò nước chưa tắt và bị cục bột chặn lại. Áp lực nước quá lớn khiến cho đường ống nước bị bể. Đầu tiên phải tắt giò nước trước. Trợ thủ của Google Bus. Tiếp theo cần bôi keo dính lại các vết nứt trên đường ống. Có rồi, cục bột dính này có thể tạm thời giữ được các vết nứt trên đường ống. Súng bắn keo. Xong rồi. Google Bus lợi hại quá. Phòng bếp bị bọn mình phá đến nỗi chỗ nào cũng dính bột cả. Giờ phải làm sao đây? Chút việc nhỏ này sao làm khó được mình. Đèn chiếu nhiệt độ thấp khởi động. Nếu bột được đông lại ở nhiệt độ thấp
sẽ tự động bong ra một cách tự nhiên. Google Bus, bạn giỏi quá. Cảm ơn Google Bus. Không cần cảm ơn, đây là việc mình nên làm mà. Cô Sandy ơi, làm người lớn khó quá đi. Con không muốn làm người lớn nữa. Thật ra trưởng thành là cả một quá trình. Sau này các con sẽ từ từ trưởng thành đó. Cô Sandy, vậy ước muốn của cô sẽ không thành hiện thực sao? Tuy cô không có cách nào biến lại thành trẻ nhỏ, nhưng cô vẫn rất thích cùng các con học tập, vui chơi. Chỉ cần ở cùng các con, ngày nào cũng vui vẻ như những bạn nhỏ vậy. Cô Sandy, bọn con cũng thích ở cùng cô. Nụ cười của mọi người có mình đến bảo vệ. Tập 24, tác phẩm nghệ thuật của Abu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nặn mô hình trong công viên. Các con có thể sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật của riêng mình dựa trên những điều các con bắt gặp hàng ngày nhé. Dạ thưa cô. DC ơi, bạn nghĩ ra sẽ làm gì chưa? Mình muốn nặn mô hình của chính mình, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu. Abu giỏi nặn mô hình lắm đó. Mô hình bạn ấy nặn Google Bird nhìn y hệt cậu ấy luôn. Thiệt hả? Wow, tuyệt quá. Bạn có thể nặn mô hình của mình không? Nếu Abu làm, chắc sẽ đẹp lắm. Abu giỏi quá ta. Mình hóng lần này Abu sẽ làm gì quá à. Mình cũng vậy, mình cũng muốn biết. Thôi được rồi. Xe buýt trường học Google Bus đến nơi an toàn. Được rồi các con, bây giờ mình cùng xuống xe nào. Dạ cô Sandy. Hoan hô, tụi mình tới rồi. Xuống từ từ nào các con đừng vội. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ. Chúc các bạn có một ngày tốt lành nha. Cảm ơn Google Bus rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt Google Bus. Đúng rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Dạ cô Sandy. Các con nhớ là không được chạy nhanh trong công viên nha. Và phải tránh xa hồ nước ra nhé. Dạ tụi con hiểu rồi. Mình sẽ nặng một con khủng long thiệt lớn và có sức mạnh vô địch. Mình cũng sẽ nặng khủng long. Tụi mình là khủng dung mà, đúng không? Là khủng long, không phải khủng dung. Nhìn nó không đẹp lắm. Mình sửa sao cho nó đẹp hơn đi. Mình nghĩ là DC sẽ thích nó. Mở ra. Mình nhào nặn nó quá tay nên giờ nhìn nó tròn trịa quá. DC mà thấy sẽ là thất vọng lắm cho coi. Mình nên làm gì đây? Mình phải giấu nó để không có ai nhìn thấy. Mình chỉ cần làm cho DC một cái mới là được. Mình sẽ làm một dải dây ru băng cho bé thỏ nhỏ này. Ủa, nhựa dẻo màu hồng đâu rồi? Chắc mình dùng hết rồi. Cô Sandy ơi, con hết nhựa dẻo màu hồng rồi ạ. À, đừng lo DC, cô sẽ đi lấy thêm cho con. Cảm ơn cô Sandy. Abu à, mô hình của bạn xong chưa? Có chuyện gì sao? Không. Mô hình sao hả? Abu. Ôi không, có phải bạn làm mất nó rồi không? Có chuyện gì vậy? Mô hình của Abu bị lạc mất rồi. Không, ý mình là... Nè, cái xô đâu rồi? Cái xô đâu mất rồi? Hả? Cái xô nào? Mình đã đặt mô hình của mình vào bên trong cái xô ở đằng kia. Ý bạn là đặt mô hình của bạn vào một cái xô và bây giờ cái xô đó biến mất rồi. Nhưng không sao đâu. Sao vậy? Mình muốn xem mô hình DC mà bạn đã nặng lắm đó. Không sao đâu, mình có thể nặng cái mới mà. Không, tụi mình sẽ giúp tìm lại mô hình của bạn. Chính xác, tụi mình sẽ tìm ra nó. Không không không, không cần thiệt mà. Đừng lo Abu, đội khủng long sẽ tìm ra thôi. Bạn đừng lo lắng gì hết. Tụi mình cũng tham gia. Mô hình đó ở đâu được nhỉ? Ôi. Ôi. Nè các bạn không cần phải kiếm nó đâu.
Sao vậy? Các con có sao không? Cô Sandy ơi! Cô Sandy, mô hình của Apu bị mất rồi. Ôi, có chuyện đó xảy ra sao? Nào, chúng ta cùng nhớ xem nhé. Hình như cái xô đó được dùng để đựng thức ăn cho cá. Thức ăn cho cá à? Cô nói là thức ăn cho cá à? Hả? Vậy là mô hình của Apu sẽ bị cá ăn thịt sao? Apu, con có nhớ hình dạng của cái xô đó không? Apu, bạn trả lời câu hỏi của cô đi. Con nhớ là có một biểu tượng con cá lớn màu xanh trên thành xô ạ. À? Một con cá màu xanh, mọi người tìm xung quanh đi. Cô Sandy ơi, thuyền vừa rời bến rồi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Các con không được tới gần hồ nhé. Chúng ta sẽ gọi cho Gogobus nhờ giúp đỡ. Dạ. Gogobus tới đây nào. Gogobus đang trên đường tới nè. Gogobus ơi, Apu đã đặt mô hình vào bên trong cái xô đựng thức ăn cho cá và chiếc thuyền rời bến đem nó theo rồi. Gogobus có thể giúp các bạn việc này không? Đã hiểu. Gogobus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng, kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Gogobus bắt đầu biến hình. Để bắt kịp chiếc thuyền và lấy được mô hình của Apu, chúng ta nên chọn thuyền cứu hộ. Gogobus biến. Thuyền trưởng Gogobus, ra khơi thôi. Thuyền trưởng Gogobus kìa. Đừng sợ, thuyền trưởng Gogobus đang ở đây. Các bạn nhỏ đừng lo lắng. Mình sẽ lấy lại mô hình của Apu cho bạn ấy. Cố lên thuyền trưởng Gogobus. Bạn làm được mà. Ô, thuyền trưởng Gogobus kìa. Thuyền trưởng Gogobus kìa. Xin chào. Chào các bạn nhỏ. Thuyền đã đi rồi. Nhưng Gogobus sẽ không bỏ cuộc. Kích hoạt radar dò tìm. Định vị thuyền. Mình tìm thấy rồi. Ôi không, thuyền trưởng Gogobus biến hình. Có quá nhiều cá đang ăn. Mình không thể nhìn thấy mô hình của Apu. Được rồi, nếu mình đảo ngược động cơ, nó sẽ kéo thức ăn đi. Và khu vực đó sẽ trống trải để mình có thể nhìn thấy mô hình. Khởi động tăng áp động cơ. Mình sẽ kéo thức ăn khỏi chỗ này. Cá nhỏ à, thức ăn hướng này nè. Nè các bạn cá ơi, bây giờ các bạn hãy thưởng thức bữa ăn ngon lành ở đây nha. Mình phải lấy lại mô hình của Apu. Hả? Chỗ này vẫn còn 3 bạn cá. Nè, các thức ăn đằng kia kìa cá ơi. Khoan, chờ đã. Không được rồi, bạn cá vào mô hình của Apu sắp bị hút vô đó rồi. Kích hoạt phao cứu sinh đa năng, co lại. Nè, cá nhỏ, cẩn thận. Phao cứu sinh thông minh, tiến lên. Mình cứu được bạn rồi, tuyệt quá.
Cảm ơn nha. Cá nhỏ à, từ giờ các bạn chơi đùa phải cẩn thận nhé. Gogobet quay về rồi. Thuyền trưởng Gogobet đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Hả? Đó là mô hình của mình. Apu, mô hình của bạn nè. Cảm ơn Gogobet. Nè, Apu, bạn tìm lại được mô hình rồi. Bạn không vui sao? Wow, váy xòe dễ thương quá. Thật sao, bạn không buồn vì nhìn thấy mô hình tròn trịa quá hả? Bạn không thích nó phải không? Gì chứ, không có đâu. Mình thích lắm, cảm ơn Apu. Nhìn mình giống như công chúa nhỏ vậy. Đẹp quá. Mình cũng muốn có một cái Apu à. Mình đã nói rồi mà, Apu giỏi nhất luôn. Sao vậy Apu? Bạn không thích mô hình này hả? Mình xin lỗi DC. Sao vậy? Sao vậy? Đó là mô hình đáng yêu mà. Sao con lại xin lỗi? Con sợ DC và các bạn sẽ thất vọng, bởi vì con đã nặng mô hình tròn trịa quá. Vì con nghĩ mọi người sẽ không thích nó, nên con đã giấu mô hình trong xô đựng thức ăn cho cá. Nhưng Apu à, DC thích nó mà, bạn thấy không? Và các bạn khác cũng công nhận là tác phẩm nghệ thuật của bạn rất đẹp. Bạn nên tự tin vào mình chứ. Đúng vậy Apu, mô hình của con thật tuyệt vời. Đúng rồi, tụi mình thật lòng thích tác phẩm nghệ thuật của bạn Apu à. Giờ thì mình hiểu rồi, cảm ơn các bạn. Tập 22, chuyện năm con chuột. Các bạn nhỏ, Tết âm lịch đã sắp tới rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông nha. Một số cây trồng và thú cưng ở trường nhờ các con đem về nhà chăm sóc nha. Dạ. Cô Sandy cứ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc Bali cẩn thận. Con cũng sẽ chăm sóc tốt cho rùa con. Chị sẽ chăm sóc em cẩn thận, Tiểu Siêu vậy. Con cũng vậy, con cũng vậy. Các con đúng là có lòng nhân ái. Cô tin rằng các con đều sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Xe buýt trường học của Robert tới nơi an toàn. Các bạn nhỏ dễ thương, chuẩn bị xuống xe đi nào. Chúng con biết rồi, cô Sandy. Tới nơi rồi. Xuống từ từ thôi, đừng vội vàng. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mình về trước đây, hẹn gặp các bạn sau. Cô Robert, bạn vất vả rồi. Chúc bạn năm mới vui vẻ, tạm biệt. Các bạn nhỏ năm mới vui vẻ, tạm biệt. Mẹ ơi, con về rồi ạ. Anh hai, anh cũng về rồi à. Tụi anh cũng được nghỉ đông rồi. DC, tay con ôm cái gì về thế? Đây là con chuột Hunter của trường mẫu giáo đội con. Tên nó là Siêu Quậy. Sao trên cửa sổ cũng có chuột con vậy ạ? Vì năm mới theo âm lịch là năm con chuột. Nhà nhà ai nấy đều dán hình những chú chuột nhỏ lên cửa sổ. Đúng vậy, chuột còn là con vật đứng đầu trong 12 con giáp nữa đó. Hóa ra là 5 con chuột ạ. DC, mau để mọi người nhìn Tiểu Siêu Quậy đi. Ba mẹ ơi, ba mẹ cũng mau tới coi đi. Chào mày nha, Siêu Quậy. Siêu Quậy, chị là DC nha. Sao vậy ta? Có phải là Siêu Quậy bị chúng ta làm cho sợ rồi không? Ba ơi, ba mau cứu Siêu Quậy đi. Đừng lo lắng, để ba coi nào. Ba thiệt là lợi hại. Môi trường sống của chuột hamster bị thay đổi. Chúng sẽ dùng cách giả chết để bảo vệ an toàn tính mạng cho mình. Lúc này chỉ cần dùng thức ăn thích hợp dẫn dụ chúng thì chúng sẽ tự nhiên tỉnh dậy thôi.
Ba ơi, tụi con có thể đem chuột hamster vô trong phòng chơi với em ấy không ạ? Được chứ, nhưng phải nhớ là chuột hamster bây giờ còn chưa quen với môi trường mới, không được thả nó ra đâu nha. Con biết rồi ạ. Ngày mai là Tết rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi. Dạ được, ngủ ngon nha siêu vậy. Anh hai ngủ ngon. Ngủ ngon đi si. Không thấy siêu quậy đâu nữa. Siêu quậy đi đâu rồi? Rõ ràng là con đã đóng nắp lồng rồi mà. Đừng lo đi si, chúng ta cẩn thận tìm xem. Nói không chừng nó vẫn còn ở trong phòng. Đúng vậy, chúng ta mau tìm xem. Xem ba đi. Anh hai chú ý dưới chân. Sư quậy chạy ra ngoài rồi. Sư quậy đâu? Sao lại không thấy nữa ta? Làm sao bây giờ? Con đã hứa với cô Sandy là chăm sóc tốt cho siêu quậy rồi. Đừng lo lắng DC, chúng ta có thể cầu cứu Google Bird. Gọi ngay Google Bird. Đèn hoa đăng hình tròn này được đó. Cái này trông cũng được. Có tình huống khẩn cấp. Google Bird, chuột hamster siêu quậy của DC chạy trốn ra ngoài rồi. Chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn. Đã hiểu. Google Bird, Google Bird khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bird bắt đầu biến hình. Chuột hamster siêu quậy của DC mất tích không thấy nữa. Phải tìm ra tung tích của siêu quậy. Nên chọn xe cảnh sát. Google Bird biến. Cảnh sát trưởng Google Bird lên đường. Là cảnh sát trưởng Google Bird. Google Bird tới rồi. Cảnh sát trưởng Google Bird đã tới hiện trường. Google Bird, nhờ bạn tìm siêu quậy về nha. Cứ giao cho Google Bird. Cảnh sát trưởng Google Bird lập tức điều tra. Khởi động máy phân tích thông minh. Có rồi, chúng ta có thể theo dõi những vỏ hạt dưa này. Những vỏ này chắc là siêu quậy ăn xong bỏ lại. Chúng ta tìm theo những vỏ hạt dưa trên mặt đất là có thể tìm được siêu quậy. Nhờ bạn nha Google Bird. Yên tâm đi DC, mình nhất định sẽ đưa siêu quậy bình an trở về.
bà con cô bác, năm chuột đại cát nha. Mau tới tham gia bốc thăm trúng thưởng năm mới đi nào. Tôi sẽ tặng quà lớn cho mọi người. Tôi trúng thưởng rồi. Năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài nha. Dạng sự như ý, dạng sự như ý. Năm chuột tấn tới nha. Mẹ ơi, con muốn đi dạo đường hoa. Được, chúng ta về làm vệ sinh cá nhân xong rồi gọi ba con cùng đi luôn. Tiểu sư quậy gặp nguy hiểm, cánh tay trợ giúp cô Robert. Đã bắt được tiểu sư quậy thành công. Cô Robert đã về rồi. Cảnh sát trưởng cô Robert đã tới hiện trường. Cô Robert, sư quậy đã đưa về chưa? Đã về rồi đây. Miệng của sư quậy phồng lên giống như bóng bay vậy. Có phải là bị sưng rồi không? Đúng rồi, sao lại như vậy ta? Để ba coi nào. Con biết rồi. Sư quậy giấu đồ ăn ở trong miệng. Đúng vậy, chuột hamster có thói quen tích trữ thức ăn. Hai bên má phía trong miệng có thể giấu được rất nhiều thức ăn. Lần này sư quậy ra ngoài thu hoạch được nhiều quá. Mau coi kìa, là móc khóa cơ vô bếp phiên bản giới hạn. Là tặng cho chị sao? Cảm ơn em, tiểu sư quậy. Hãy để cơ vô bếp bảo vệ nụ cười cho mọi người. Chúc mừng năm mới.